Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào hành trình World Cup nữ 2023 vào ngày 22 tháng 7 bằng trận đấu với đội tuyển nữ Mỹ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cần tập trung vào nhiệm vụ hạn chế số bàn thua. Chung về đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật 3, 5, 2 hoặc 5, 4, 1 của ông với sự góp mặt của Trương Thị Kiều, Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương, Trần Thị Thu, Trần Thị Thúy Nga và Trần Thị Hải Linh. Tuy nhiên, Trương Thị Kiều gặp khó khăn khi vừa mới trở lại sau chấn thương. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cần xem xét cẩn thận việc sử dụng cô trong những trận đấu căng thẳng. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng cần học từ các đội khác như việc Dennis O'Sullivan của đội tuyển nữ Ireland phải nhập viện sau pha bóng triệt hạ của Colombia. Hàng loạt ca chấn thương xuất hiện ở các đội tuyển dự World Cup nữ 2023 khiến họ phải thay đổi nhân sự vào giờ chót.